Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Thảo. Các bạn đang nghe kênh Án Trung Quốc. Hôm nay, Thảo sẽ kể về một vụ án xảy ra tại thị trấn Xu Kiều, huyện Thái Hồ, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Trong cuộc sống của chúng ta, có những tình huống rất tình cờ và ngẫu nhiên. Chắc ai cũng từng trải qua nhiều lần rồi đúng không ạ? Trong đó có những tình huống rất tốt đẹp. Ví dụ như Thảo có một lần mua xổ số để ủng hộ thì tình cờ lại trúng số, nên cũng nhận được một số tiền cũng kha khá. Hoặc là may mắn gặp được một nửa thực sự của cuộc đời mình ở đâu đó. Có những sự việc xảy ra do ngẫu nhiên thực sự, nhưng cũng rất nhiều sự việc là được sắp xếp, làm như là ngẫu nhiên, có đúng không ạ? Và sau đây, mời các bạn nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với Án Trung Quốc nhé. Vào một ngày hè năm 2013, lúc 11 giờ sáng, cảnh sát huyện Thái Hồ, tỉnh An Huy đã nhận được một cuộc điện thoại báo cáo rằng ở một con đường mòn dẫn lên núi có một người phụ nữ bị thương nặng ở đầu, đang trong tình trạng nguy kịch, thở yếu ớt. Nhận được tin báo, cảnh sát và bác sĩ nhanh chóng đến hiện trường. Nhưng khi đến nơi thì người nhà nạn nhân đã đưa cô ấy đến bệnh viện trước. Hiện trường khi đó chỉ còn lại một vũng máu lớn, một đôi dép lê màu đỏ của nạn nhân. Và người anh trai chồng của nạn nhân đang đứng chờ ở hiện trường đợi cảnh sát tới. Người bị thương tên là Vương Phượng Bình, 38 tuổi. Cô ấy sống ở thị trấn Xu Kiều, huyện Thái Hồ. Người anh chồng của Phượng Bình cho biết nạn nhân bị đánh vào đầu, máu chảy thấm đẫm cả vai áo bên phải và lưng áo. Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy một vũng máu kích thước cỡ 25cm một chiều. Từ đó xác định được có lẽ đây là nơi nạn nhân bị hạ gục và nằm tại đây khá lâu nên máu chảy động thành vũng. Ở gần bụi cỏ ven đường cách vũng máu khoảng vài mét là một đôi dép màu đỏ. Bên trên chiếc dép có những giọt máu hình tròn dạng nhỏ giọt. Cách đó vài mét, có nhiều hạt vừng nằm vương vãi khắp nơi. Vị trí rơi của những hạt vừng này giống như nó bị rơi ra từ một chiếc túi nào đó bị bục khi một người đang chạy, khiến nó bị rác trên đất một quãng dài. Những vết hạt vừng đã chạy theo một đường thẳng cho tới tận ngã ba đường. Cảnh sát cũng tìm thấy một viên đá to gần đó nhưng không tìm thấy vết máu nào. Hiện trường nằm trên một con đường nhỏ hẻo lánh. Sau khi biết tin Vương Phượng Bình gặp nạn, rất đông người dân đã đến đây và giúp đỡ nên hiện trường gần như đã bị phá hủy hoàn toàn. Cách nơi nạn nhân nằm không xa, cảnh sát cũng tìm thấy thêm một vũng máu nhỏ và có cả dịch nôn. Tại hiện trường không tìm thấy dấu vết giằng co hay đánh nhau, cũng không tìm được hung khí mà nghi phạm đã sử dụng để tấn công nạn nhân. Có một dấu bánh xe khá mờ in trên mặt đất. Ở bờ sông, cách hiện trường khoảng 100m, cảnh sát tìm thấy một thùng đựng dưa hấu, mấy cái rổ và một cái chậu. Cùng với đó là vài quả dưa hấu bị bỏ lại. Có một vài miếng dưa đã được cắt nhỏ, bên cạnh còn có một con dao làm bếp, nhưng không có vết máu trên con dao. Theo anh chồng của nạn nhân, con dao và thùng đựng dưa hấu này là của Vương Phượng Bình. Phượng Bình và chồng là chủ của một trang trại gà. Do đang vào hè nên thời tiết rất nóng, nên để giải khát và nhiệt cho đàn gà, hàng ngày Phượng Bình sẽ ra bờ sông nhỏ này để rửa và băm vụn dưa hấu. Sau đó cô ấy trộn vào thức ăn cho gà để giải nhiệt. Nhưng không ngờ lần này lại gặp nạn. Vị trí nơi tìm thấy thùng dưa hấu đang rửa cách nơi nạn nhân nằm gục là khoảng 100m. Nếu đặt giả thuyết là nạn nhân đang rửa và băm dưa hấu thì bị tấn công nên đã bỏ chạy được 100m, rồi sau đó mới ngã gục do vết thương quá nặng và choáng mất máu thì vẫn không hợp lý. Bởi vì từ vị trí nơi nạn nhân hay ngồi cắt dưa cho đến hiện trường không có một vết máu nào. Nếu cô ấy đã bị tấn công thì sẽ có những vết máu nhỏ giọt trên đường khi cô ấy đang bỏ chạy. Vậy tại sao nạn nhân lại bỏ dở việc cắt dưa để đến con đường mòn nhỏ cách đó 100m và bị tấn công ở đây? Nếu Vương Phượng Bình có thể hồi phục thì vụ án sẽ rất dễ giải quyết. Nạn nhân sẽ tố cáo kẻ đã tấn công cô ấy. Lúc này, một nhóm cảnh sát vẫn tiếp tục ở lại hiện trường điều tra và một nhóm khác nhanh chóng đến bệnh viện để tìm hiểu tình hình của nạn nhân. Bác sĩ cho biết Phượng Bình đã bị một hung khí cùn đánh vào đầu dẫn đến hôn mê sâu. Hiện tại tình trạng của bệnh nhân rất nguy kịch. Rõ ràng đây không chỉ là một hành vi mâu thuẫn xô xát bình thường mà là ra tay cố ý đoạt mạng. Để tìm ra hung khí của hung thủ, cảnh sát đã kiểm tra các khu vực xung quanh, các mương nước, không loại trừ những vật như cành cây to, viên đá vì chúng có khả năng là hung khí được hung thủ sử dụng nhưng vẫn chưa xác định được. Hiện trường xảy ra vụ án là một con đường nhỏ. Hai bên đường là cây cối rậm rạp,
đi bộ dọc theo đường mòn ra phía ngoài khoảng 100m, có một ngã ba dẫn đến những ngôi làng khác. Vì đây là đường đi tắt, tiết kiệm được khá nhiều thời gian nên người dân địa phương sẽ thường đi qua con đường này. Các thương nhân thu mua vừng, đậu nành của nông dân cũng hay đi qua đây. Vì là đường tắt trong làng nên người ngoài sẽ không biết lối đi này. Từ đó có thể xác định được người gây án khả năng cao là dân địa phương. Vậy ai đã tấn công Vương Phượng Bình và vì nguyên nhân gì? Cô ấy là một phụ nữ nông thôn, thường ngày ra bờ sông cắt dưa hấu nên sẽ không mang theo tiền, cũng không đeo trang sức có giá trị. Vì vậy có thể loại trừ khả năng cướp tài sản. Theo gia đình nạn nhân, khi họ tới hiện trường, quần áo của Phượng Bình trông vẫn gọn gàng, không có dấu hiệu tác động nên có thể loại trừ thêm cả khả năng đã bị tấn công tình dục. Vậy còn nguyên nhân trả thù thì sao? Hiện trường không có dấu hiệu giằng co hay xô xát. Điều này cho thấy lúc bị tấn công, nạn nhân không hề phòng bị. Vậy rất có thể nạn nhân và hung thủ có quen biết nhau hay không? Nhà của Vương Phượng Bình nằm ngay phía đông của ngã ba đường, cách đó khoảng 100m là trang trại gà của gia đình cô ấy. Hai vợ chồng thường ngày dành phần lớn thời gian vào việc nuôi gà, không có mâu thuẫn hay xung đột với ai. Vậy nguyên nhân trả thù trong trường hợp này cũng được loại trừ. Xem xét các mối quan hệ của Phượng Bình không tìm được kẻ khả nghi, hướng điều tra trở nên bế tắc. Cảnh sát hy vọng Vương Phượng Bình có thể tỉnh lại và cô ấy có thể nói ra người tấn công cô ấy là ai. Nhưng ngay sau đó, họ lại nhận được tin xấu từ nhóm cảnh sát đang túc trực tại bệnh viện. Do thương tích quá nặng, Vương Phượng Bình đã không qua khỏi. Lúc này, vụ án từ cố ý gây thương tích đã chuyển thành án giết người. Kết quả khám nghiệm pháp y trong đêm cho biết nạn nhân bị chấn thương sọ não, vết thương ở phía sau đầu, gây vỡ lún hộp sọ, xương sọ vỡ găm vào mô não. Nạn nhân bị xuất huyết não rất nghiêm trọng, lực tác động mạnh từ trái sang phải, vết thương do vật tày gây ra. Ngoài vết thương trên đầu, nạn nhân còn bị gãy xương cổ do một cú đánh mạnh khác. Khám nghiệm pháp y cũng cho thấy hoàn toàn không có dấu hiệu xâm hại tình dục. Trên tay trái của nạn nhân có những vết bầm tím và dớm máu. Cảnh sát đã giả định trường hợp như thế này. Nạn nhân bị hung thủ dùng vật tày tấn công bất ngờ từ phía sau. Hắn liên tiếp đập đầu của cô ấy. Quá bất ngờ, theo phản ứng tự nhiên, nạn nhân sẽ đưa hai tay lên ôm và bảo vệ đầu. Lúc này, hung thủ vẫn tiếp tục dùng lực thật mạnh để đánh. Điều này dẫn tới tay trái của nạn nhân có những vết bầm dập thấy rõ. Dù chưa thể xác định được nghi phạm là ai, nhưng việc hắn ra tay tàn nhẫn với mục đích giết chết nạn nhân như vậy, có thể thấy giữa hai người có một mâu thuẫn khá lớn không thể hóa giải. Hiện trường vụ án là trên một đường mòn ở nông thôn. Ở đó không có camera giám sát, cảnh sát cũng không tìm thấy hung khí giết người. Không tìm được dấu chân, dấu vân tay hay vết máu của hung thủ. Hung thủ gây án khá kín kẽ và tình hình hiện tại ở hiện trường không hề có một manh mối, không nhân chứng, rất bất lợi cho quá trình điều tra. Do đó, cảnh sát quyết định tổ chức một cuộc họp để điều tra các mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Cảnh sát được gia đình Phượng Bình cho biết là người đầu tiên phát hiện ra cô ấy nằm gục trên con đường mòn, đó chính là Lý Huy, một người đàn ông cùng làng. Lúc đó, Phượng Bình tuy bị thương rất nặng nhưng vẫn còn tỉnh. Cô ấy rất yếu và chỉ lắp bắp nói không rõ chữ. Lý Huy chỉ nghe được vài từ, hiểu ý của Phượng Bình nói là bị đánh, giờ muốn gọi điện cho chồng cô ấy để cầu cứu. Nhưng sau đó Phượng Bình chỉ nói thêm được vài câu không rõ ràng rồi bất tỉnh. Cảnh sát nhanh chóng đến nhà Lý Huy và gặp anh ta đang ở nhà. Lý Huy kể lại với cảnh sát là sáng hôm đó, anh ta đi xe đạp điện tới chợ trong thị trấn để đi chợ và mua một số đồ đạc cá nhân. Đến lúc về thì anh ta đi dọc theo con đường mòn trong làng để về nhà. Đây cũng chính là con đường mà Phượng Bình gặp nạn. Anh ta kể, buổi sáng lúc đi thì mọi việc bình thường, không có gì xảy ra. Đến khi về thì lại thấy nạn nhân Vương Phượng Bình đang nằm gục trên vũng máu. Lúc đó là gần 11 giờ trưa rồi và Lý Huy đã vội vàng xuống xe để giúp đỡ nạn nhân, dùng điện thoại gọi cho chồng nạn nhân. Theo như camera quan sát mà cảnh sát thu được, trên màn hình các bạn đang quan sát, có hai chiếc ô kẻ, một chiếc màu xanh và một chiếc màu đỏ. Người đàn ông mặc áo màu xanh đang đỗ xe dưới chiếc ô màu xanh chính là Lý Huy. Anh ta dừng xe đi vào cửa hàng. Sau khi mua một vài món đồ ở cửa hàng tạp hóa, anh ta đã vòng lại. Sau đó anh ta rời khỏi khu chợ. Thời gian hiển thị lúc anh ta rời khỏi chợ là 10 giờ 46 phút. Khoảng 10 phút sau thì anh ta lái xe ngang qua hiện trường vụ án. Lúc này, một người hàng xóm kể lại khi bà đi ngang qua bờ sông lúc 10 giờ 25 phút thì có nhìn thấy thùng dưa hấu của Vương Phượng Bình để ở bờ sông nhưng không có thấy cô ấy ở đâu.
giờ chúng ta cùng xem xét lại về thời gian lúc 10 giờ 55 phút. Lý Huy gặp nạn nhân nằm gục trên đường, nhưng từ 10 giờ 25 phút thì một nhân chứng khác đã không thấy Phượng Bình đâu, chỉ thấy thùng dưa hấu để ở bờ sông. Như vậy, thời điểm nạn nhân bị tấn công phải là trong khoảng từ 10 giờ 25 phút đến 10 giờ 55 phút, mà thời điểm này Lý Huy vẫn đang ở khu chợ và có camera ghi lại rất rõ ràng. Điều này cũng loại bỏ nghi ngờ Lý Huy là nghi phạm của vụ án. Vậy nghi phạm là ai? Lý Huy đi xe đạp điện từ chợ đến con đường mòn, chỉ thấy nạn nhân chỉ vừa bị tấn công, đang nằm gục trên đường. Anh ta không gặp ai đi ngược hướng với mình. Như vậy, chỉ có thể là sau khi gây án xong, kẻ sát nhân cũng chạy xuôi hướng với anh ta. Vậy khá là chắc chắn, hắn đã chạy đến ngã ba đường gần đó. Từ ngã ba này sẽ dẫn đến ba ngôi làng khác nhau. Theo suy đoán của cảnh sát, hung thủ là người dân địa phương, rất quen thuộc nơi đây và có thể là người dân của một trong ba ngôi làng này. Sau đó cảnh sát đã cử một số người tới các ngôi làng để điều tra nhưng không thu được kết quả nào khả quan. Do dân làng ở đây đi ra đồng từ sáng sớm, vào khoảng 9 giờ sáng là hầu như họ đã trở về nhà để chuẩn bị cơm nước. Vì thời gian xảy ra vụ việc là từ 10 giờ 25 phút đến 10 giờ 55 phút giữa trưa nắng nóng nên hầu như không có ai ở ngoài đường, nên sẽ không có nhân chứng, cũng không thể cung cấp thông tin gì có giá trị. Vụ án tiếp tục lại rơi vào bế tắc. Cảnh sát tiếp tục họp để phân tích lại hiện trường vụ án. Sau đó, cảnh sát chú ý đến những hạt vừng bị rơi vãi tại hiện trường. Nó kéo dài ra tận ngã ba đường. Theo như vết tích để lại, có thể đây là của một người thu mua nông sản. Và cũng theo báo cáo pháp y, căn cứ vào lực đánh rất mạnh, có thể xác định hung thủ là nam giới, là một người khỏe mạnh, còn trẻ, khoảng từ 20 đến 30 tuổi. Để chắc chắn không bỏ lọt tội phạm, cảnh sát đã tiến hành điều tra trên diện rộng các nam giới có độ tuổi từ 16 đến 70 tuổi. Cảnh sát huyện Thái Hồ lập tức chia ra nhiều nhóm đi điều tra, lấy ngã ba đường làm trung tâm, đến điều tra 4 khu vực xung quanh bao gồm 3 ngôi làng và thị trấn Xu Kiều. Họ tìm kiếm những người đàn ông có độ tuổi từ 16 đến 70, đặc biệt là những người có mối liên hệ nào đó với Phượng Bình. Kết quả điều tra cho thấy Vương Phượng Bình là người hiền lành, không có mâu thuẫn hay xô xát nào trước khi vụ án mạng xảy ra. Vợ chồng Phượng Bình rất yêu thương nhau, ngày nào cũng ở trang trại gà cùng nhau. Họ sống khép kín, hướng nội, ít khi tiếp xúc với người ngoài. Một người hàng xóm của gia đình Phượng Bình cách hiện trường vụ án chỉ vài chục mét. Bà cho cảnh sát biết là buổi trưa hôm đó, vào thời điểm khoảng 10 giờ 30 phút, khi đang nấu cơm, bà dường như có nghe tiếng người đàn ông giao thu mua hạt vừng ở gần hiện trường vụ án. Khi bà ngó ra cửa thì nhìn thấy có một chiếc xe ba bánh chở đầy những bao tải hạt vừng. Từ thời điểm xuất hiện của người đàn ông này trùng hợp với thời điểm nạn nhân bị tấn công, cho tới việc những hạt vừng rơi vãi trên đường, nó rắc từ hướng con đường nạn nhân gặp nạn cho tới ngã ba đường. Đây cũng là được cho là hướng bỏ chạy của nghi phạm sau khi gây án. Cảnh sát cho rằng rất có thể người thu mua vừng này là nghi phạm chính của vụ án. Sau đó, cảnh sát dựa theo mô tả của người hàng xóm đến các làng xung quanh để hỏi thông tin về người đàn ông này. Không lâu sau, họ đã tìm thấy được người thu mua hạt vừng này ở trong một ngôi làng gần đó. Người đàn ông này tên là Lưu Ly Bảo, ông ta năm đó 50 tuổi. Ông ta nói rằng vào ngày xảy ra sự việc, ông ta có đến gần hiện trường vụ án để mua hạt vừng, nhưng phủ nhận hoàn toàn việc liên quan tới vụ án. Ông ta nói mình chỉ tình cờ có mặt tại đó khi đi ngang qua trên đường thu mua vừng, bởi vì có vài ngôi làng ở ngã ba đường, dân cư ở đây cũng đông, nhiều người trồng vừng nên ông ta đã đến đó để thu mua. Người đàn ông còn nói rõ thêm, ông ta chỉ đi ngang qua ngã ba vào lúc 10 giờ sáng, nhưng không đi vào con đường mòn nơi Phượng Bình bị tấn công, mà đi đường khác để về nhà. Cảnh sát nghi ngờ lời nói của Lưu Ly Bảo vì con đường mà ông ta chọn đi sẽ dài hơn con đường mòn nơi mà nạn nhân được tìm thấy. Trong khi ông ta lại là người địa phương, tại sao không chọn đường tắt để đi nhanh hơn? Còn những hạt vừng rơi ở hiện trường thì ông ta không thừa nhận đó là của mình. Ông ta nói trong chuyến thu mua hôm trước, không có bao vừng nào bị thủng nên những dấu vết đó hoàn toàn không liên quan đến ông ta. Cảnh sát cũng tiến hành khám xét chiếc xe ba bánh thu mua hạt vừng của Lưu Ly Bảo, nhưng họ lại thấy rất nhiều hạt vừng rơi vãi ở trên xe. Điều này càng làm cho cảnh sát nghi ngờ hơn. Vào thời điểm xảy ra vụ án, Lưu Ly Bảo đã có mặt tại hiện trường. Sau khi sát hại nạn nhân, ông ta đã lái xe rời đi. Hạt vừng từ trên xe của ông ta do đường xóc nên đã rơi xuống đất. Nếu Lưu Ly Bảo là hung thủ, thì động cơ của ông ta là gì? Hơn nữa, hiện trường không tìm thấy hung khí hay dấu vết nào khác.
chỉ có những hạt vừng vương vãi trên đất. Điều đó cũng không thể buộc tội Lưu Ly Bảo được. Do đó, cảnh sát đã xin lệnh khám nhà và họ lập tức tiến hành khám xét nơi ở của Lưu Ly Bảo. Nhưng sau khi kiểm tra kỹ lưỡng cả căn nhà, cảnh sát cũng không tìm thấy bằng chứng nào. Kiểm tra kỹ cả quả cân mà anh ta dùng khi cân trọng lượng hạt vừng cũng không có vết máu. Mặc dù vậy, cảnh sát vẫn chưa loại trừ Lưu Ly Bảo ra khỏi danh sách nghi phạm. Đã 7 ngày trôi qua kể từ thời điểm nạn nhân Vương Phượng Bình bị sát hại, từng manh mối tiếp tục bị gián đoạn và loại trừ. Vụ việc xảy ra ở thị trấn Xu Kiều, huyện Thái Hồ, một khu vực yên bình và an ninh rất tốt, gần như trước giờ chưa có vụ án giết người nào xảy ra ngay trên đường, lại là ban ngày như thế này. Con đường mòn vốn là nơi hàng ngày người dân đi tắt ra ruộng, ra chợ nhưng lại xảy ra vụ án mạng ngay giữa ban ngày với một tính chất côn đồ, manh động như thế khiến cho người dân ở đây trở nên hoang mang và lo sợ. Kể từ khi vụ án mạng xảy ra, dân làng không ai dám đi qua con đường này vào tối muộn. Các nhóm cảnh sát chia nhau đi điều tra ở các làng xung quanh cũng không có kết quả. Từng nghi phạm dần dần bị loại khỏi danh sách bị tình nghi, áp lực của cảnh sát huyện Thái Hồ là rất lớn. Cảnh sát một lần nữa trở lại hiện trường vụ án, mở rộng phạm vi điều tra tất cả các bụi cây xung quanh hiện trường. Và cuối cùng, họ đã phát hiện trên những lá cây, cách nơi nạn nhân nằm không xa, có những vết chấm li ti màu nâu sẫm như các bạn đang quan sát trên màn hình. Những chấm này có thể là máu khô, kích thước mỗi chiều khoảng 2 ly. Đây chắc chắn không phải vết máu do nạn nhân để lại. Bởi vì cô ấy không đi tới đây, mà gục cách đó khoảng từ 4 đến 5 mét. Vậy đây có phải là vết máu do nghi phạm để lại khi đang tẩu thoát hay không? Ngay lập tức, những chiếc lá chứa những chấm màu nâu sẫm này đã được gửi đi xét nghiệm và phân tích DNA. Sau vụ án mạng, cả gia đình Vương Phượng Bình luôn trong trạng thái đau buồn. Lúc này, sau khi tâm trạng chồng của Vương Phượng Bình bình tĩnh trở lại, anh ta nhớ lại một chi tiết rất quan trọng. Là vào ngày xảy ra vụ án, anh ta nhận được cuộc gọi kêu cứu của vợ nên lập tức tới hiện trường. Lúc này, Vương Phượng Bình đã hôn mê sâu, không mở mắt, không có phản ứng trả lời khi anh ta gọi. Nhưng mà trong lúc anh ta ôm Phượng Bình, cô ấy bất chợt thì thào trong miệng là những từ vô nghĩa như xe máy, đẩy xe. Sau đó thì Phượng Bình hôn mê hoàn toàn và được đưa đến bệnh viện. Lúc đó anh ta nghĩ chỉ là những lời khi Phượng Bình mê sảng, nhưng hiện tại nghĩ lại, rất có thể nó sẽ cung cấp được hướng điều tra mới nên anh ta vội vàng thông báo tới cảnh sát. Từ manh mối quan trọng này, cảnh sát tiến hành rà soát video của tất cả các camera hiện có của trung tâm thị trấn Xu Kiều về hướng con đường mòn vào thời điểm vụ việc xảy ra để tìm xem có người đàn ông nào đi xe máy xuất hiện trong video hay không. Tất cả video giám sát với thời lượng hơn 200 giờ, cảnh sát phải ngồi xem đi xem lại nhiều lần để không bỏ sót bất cứ manh mối nào. Trong video giám sát cách hiện trường vụ án khoảng 1 cây số, cảnh sát đã tìm thấy một thanh niên mặc đồ màu vàng cam. Trên màn hình các bạn đang quan sát, vào lúc 9 giờ 48 phút, nam thanh niên mặc đồ cam lái chiếc xe máy màu đỏ, cao khoảng 1m7. Thời điểm này thì Vương Phượng Bình chưa bị tấn công và hướng di chuyển của xe máy cũng không phải là hướng vào đường mòn, nhưng nó khá gần với con đường mòn. Vậy nên, cảnh sát cũng quyết định đến nơi ở của nam thanh niên này. Anh ta tên là Tôn Lạc, 20 tuổi, là một thợ điện nước. Hầu hết những thanh niên độ tuổi giống anh ta đều đã ra thị trấn hoặc tỉnh khác làm, chỉ còn có anh ta vẫn ở lại đây và chọn những công việc sửa chữa lặt vặt để kiếm sống. Tôn Lạc khai với cảnh sát là buổi sáng sớm xảy ra vụ việc, anh ta lái xe máy đến cửa hàng làm việc như mọi ngày. Nhưng hôm đó vì không có việc gì làm nên khoảng 8 giờ thì anh ta chạy xe dọc theo con đường bê tông để trở về. Sau khi về đến nhà thì anh ta đã nằm trên giường đọc truyện ngôn tình bằng điện thoại di động. Sau đó ngủ quên lúc nào không hay. Khoảng 2 giờ chiều thì anh ấy đến tiệm cà phê Internet ở trong thị trấn và ở đó cho đến tối. Cảnh sát đã đến tiệm cà phê Internet mà Tôn Lạc khai báo và đã được chủ tiệm xác nhận đúng như những gì Tôn Lạc khai báo. Tôn Lạc là người sống một mình, tính tình ít nói, gần như không giao tiếp với ai. Giữa Tôn Lạc và nạn nhân Vương Phượng Bình cũng không quen biết nhau, vì vậy cũng không có mâu thuẫn gì xảy ra. Theo hàng xóm của anh ta thì anh ta gần như sống khép kín, không thích giao tiếp với bất cứ ai. Ngoài thời gian làm việc, chỉ ở nhà chat chít qua điện thoại, có khi thì ra tiệm cà phê Internet ngồi cả ngày. Hiện tại, cảnh sát cũng không có bằng chứng gì để chứng minh Tôn Lạc là nghi phạm sát hại Vương Phượng Bình. Lúc này, một nhóm cảnh sát khác đã điều tra ra được một người làm rơi rớt những hạt vừng tại hiện trường thật sự là ai. Đó là một người phụ nữ trung niên đi vào thị trấn mua hạt vừng. Lúc về, bà có đi ngang qua hiện trường vụ án.
Lúc đó vì thấy xe cảnh sát đỗ ở con đường mòn, vì thế bà ấy liền đẩy xe và nhanh chóng rời khỏi đó. Do cái túi ngoặc vào một cành cây dại bên đường nên có rách một góc và những hạt vừng từ trong túi mới rơi xuống đường. Khi tới ngã ba thì bà phát hiện ra túi bị thủng và lật nơi mặt thủng lên phía trên để hạt vừng không còn bị rơi vãi nữa. Đây cũng chính là lý do tại sao mà dấu vết của những hạt vừng chỉ tới ngã ba đường là mất dấu. Cảnh sát cũng đã kiểm tra và đã tìm được túi đựng hạt vừng bị rách, chính như lời của bà ấy khai báo. Như vậy, Lưu Ly Bảo đúng là không phải người làm rơi hạt vừng ở hiện trường. Những lời khai báo của ông ta là chính xác. Vì thế ông ta đã được loại ra khỏi danh sách nghi phạm. Lúc này, cảnh sát nhận được báo cáo từ phòng xét nghiệm. Những vết chấm màu nâu sẫm được tìm thấy trên lá cây sau khi phân tích và xét nghiệm, chúng chỉ là một số trứng côn trùng sau khi nở, để lại dấu vết sậm và vết bám rất giống máu chứ không phải vết máu người. Đến đây thì mọi manh mối lại đều đứt đoạn. Cảnh sát đang không có phương hướng xử lý vụ án này như thế nào thì bất ngờ một trong những nhóm cảnh sát được cử đi điều tra ở các làng xung quanh của ngã ba đường đã báo về một tin quan trọng. Rất có thể thông tin này sẽ khiến cho vụ án có bước ngoặt lớn. Một ông lão cho biết trong làng có một thanh niên tên là Mã Tử, thường hay trêu ghẹo phụ nữ làng một cách tục tĩu và bất chấp tuổi tác dù già hay trẻ. Anh ta từng có vợ nhưng đã ly hôn do tính cách biến thái quái gở của mình. Anh ta cũng hay trộm cắp vặt và từng ngồi tù vì tội này. Sau khi ra tù thì chỉ loanh quanh trong làng, không có công việc gì. Người trong làng rất có ác cảm với anh ta. Vào ngày vụ án xảy ra, người ta thấy anh ta đang ngồi câu cá gần hồ nước gần hiện trường vụ án. Có thể đặt tình huống như sau. Anh ta thấy nạn nhân Vương Phượng Bình xinh đẹp nên đã nảy sinh ý đồ xấu và chọc ghẹo. Bị Phượng Bình phản ứng gay gắt, Mã Tử đã tức giận lỡ tay giết chết Phượng Bình. Xem lại các quãng thời gian trong ngày xảy ra vụ án và lịch trình hôm đó của Mã Tử, cảnh sát cho rằng Mã Tử có thời gian gây án. Cảnh sát ngay lập tức đến nhà Mã Tử nhưng lại không thấy ai ở nhà. Khi kiểm tra phích nước, nước vẫn còn nóng và bốc khói. Như vậy chứng tỏ Mã Tử mới rời đi chưa lâu. Trong nhà anh ta cũng có nhiều dụng cụ tày như búa. Có lẽ nào thông tin điều tra bị rò rỉ nên Mã Tử đã nhanh chân bỏ trốn trước hay không? Những điều này càng làm cho cảnh sát cho rằng Mã Tử chính là nghi phạm giết chết Vương Phượng Bình. Điều quan trọng nhất cần làm bây giờ là phải tìm ra Mã Tử. Cảnh sát quyết định tập trung điều tra Mã Tử trước. Nhưng vào lúc này, họ bất ngờ nhận được thông tin từ nhóm tra soát video giám sát. Nhóm này thông báo là họ đã một lần nữa phát hiện ra Tôn Lạc trên camera vào ngày xảy ra vụ án. Các bạn còn nhớ khi lần đầu thẩm vấn Tôn Lạc, anh ta đã nói rằng đã ở nhà cả buổi sáng hay không? Nhưng mà các bạn hãy nhìn trên màn hình, đoạn video Tôn Lạc mặc chiếc áo màu cam nổi bật, đang lái xe vào lúc 10 giờ 54 phút. Đây cũng là thời gian nạn nhân Vương Phượng Bình bị hại. Tôn Lạc lúc này lại xuất hiện trên con đường cách hiện trường vụ án khoảng gần 1 km. Như vậy, rõ ràng Tôn Lạc nói anh ta rời nhà lúc 8 giờ và về nhà lúc 9 giờ rồi ở nhà suốt buổi sáng bấm điện thoại, đó là nói dối. Chắc chắn Tôn Lạc đang che giấu một việc gì đó. Mặc dù Tôn Lạc và Vương Phượng Bình không có mâu thuẫn gì, nhưng hiện tại những lời nói dối của Tôn Lạc cần phải được làm rõ. Anh ta đã làm gì trong khoảng thời gian mà Phượng Bình bị sát hại? Do đó, cảnh sát một lần nữa đã đến nhà của Tôn Lạc để lấy lời khai. Anh ta khai với cảnh sát, lúc đó anh ta đi đến nhà chú của mình, sau đó trở về nhà nên mới đi qua đường có camera giám sát. Một nhóm cảnh sát khác đã đến nhà chú của Tôn Lạc để xác minh, thì chú anh ta nói rằng đúng là khoảng 11 giờ Tôn Lạc có đến đây nhưng sau đó đã về ngay, còn cháu mình đã đi đâu sau đó thì ông ta không biết. Thời điểm 11 giờ thì nạn nhân Vương Bình đã bị sát hại rồi. Nên giờ chúng ta chỉ cần quan tâm đến, đó chính là trước khi Tôn Lạc đến nhà chú của mình thì anh ta đã đi những đâu. Trong khoảng thời gian xuất hiện lần đầu tiên trên camera, lúc 9 giờ 48 phút và lần thứ hai là lúc 10 giờ 55 phút, Tôn Lạc đã làm gì trong khoảng thời gian này? Đây cũng chính là thời gian nạn nhân bị sát hại. Dưới áp lực điều tra của cảnh sát, cuối cùng Tôn Lạc cũng giải thích tại sao anh ta lại nói dối. Anh ta nói khi cảnh sát tới, anh ta sợ bị nghi ngờ là kẻ giết chết Vương Phượng Bình nên nói là sau khi trở về nhà thì chỉ nằm đọc tiểu thuyết. Thực ra khi đó khoảng 10 giờ, cảm thấy chán nên anh ta đã lái xe máy rời khỏi nhà. Lúc này Tôn Lạc đi vào con đường mòn nơi xảy ra vụ án. Được một quãng, anh ta nhìn thấy có một người phụ nữ đang nằm ngay bên phải đường. Có một vũng máu to loang ra ở phía đầu của cô ấy. Mặt mũi người này tái nhợt, bàn tay đặt trên bụng tím bầm. Cô ấy nằm bất động,
Anh ta thoạt nhìn qua cảm thấy người này hình như đã chết. Vì ở đây chỉ có một mình anh ta với nạn nhân nên rất sợ có người nhìn thấy sẽ cho rằng anh ta là kẻ giết người, nên anh ta hoảng sợ lái xe chạy đi luôn. Sau sự việc hoảng hồn đó, anh ta không có ý định đi ra tiệm internet nữa mà trở về nhà. Vì thế cho nên hình ảnh của anh ta đã lọt vào camera giám sát một lần nữa. Trên đường về thì tiện đường nên đã ghé qua nhà chú của anh ta. Lời khai trước đây của Tôn Lạc đã nói dối một lần, cho nên đến lần này cũng chỉ có một mình anh ta biết là đúng sai như thế nào, chứ không ai có thể làm chứng được những điều này là sự thật. Trong bản lời khai của Tôn Lạc quá chi tiết và chính điều này lại trở nên đáng ngờ. Anh ta nói chính xác quần áo nạn nhân màu gì, vị trí nằm, ngay cả màu sắc đôi dép đang mang vào thời điểm đó, vị trí nạn nhân đặt tay và vết thương trên bàn tay. Những chi tiết nhỏ mà có thể nhớ một cách chi tiết như vậy và rất mạch lạc. Hãy thử đặt tình huống bản thân mình trong câu chuyện đó. Nếu chỉ là một người chạy lướt ngang qua, thì liệu có thể nào nhớ hết chi tiết như nạn nhân bị thương ở đâu, vết thương như thế nào, tình trạng chảy máu ra sao hay không? Sau đó, cảnh sát đã thử nghiệm lại hiện trường, tính thời gian quãng đường di chuyển từ nhà của Tôn Lạc đến điểm camera ghi lại hình ảnh của anh ta xem mất bao lâu. Theo đó, tốc độ trung bình để đi quãng đường từ nhà Tôn Lạc đến điểm camera bằng xe máy sẽ mất khoảng 15 phút, nhưng Tôn Lạc lại mất 1 giờ để di chuyển. Như vậy, chắc chắn anh ta đã dừng lại ở trên đường để làm một việc gì đó. Điều này càng cho thấy lời khai lần 2 của cha nội này cũng vẫn đang nói dối hoặc giấu giếm một điều gì đó. Cảnh sát càng nghi hơn, chính Tôn Lạc mới là nghi phạm chính. Cảnh sát quyết định khám xét nhà của Tôn Lạc. Họ tìm thấy trong cốp xe máy có một chiếc búa, nhưng trên chiếc búa không có vết máu. Cảnh sát nhanh chóng gửi chiếc búa này để đi xét nghiệm, xem liệu có phải từng có vết máu nhưng đã được làm sạch đi hay không. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng kiểm tra điện thoại của Tôn Lạc, thì thấy anh ta đang đọc một bộ tiểu thuyết, nhưng nó không phải ngôn tình như anh ta nói, mà là thiên về bạo lực. Điều càng bất ngờ là trong tiểu thuyết này, có một đoạn mô tả rất giống hiện trường của vụ án. Có những chi tiết như lặng lẽ đi phía sau, dùng búa đập vào đầu, đấm đá nhiều lần vào đầu. Điều này đặc biệt rất giống với mô tả trong khám nghiệm pháp y của nạn nhân Vương Phượng Bình. Vài ngày sau đã có kết quả xét nghiệm chiếc búa của Tôn Lạc. Dù đã lau chùi cẩn thận nhưng thông qua xét nghiệm vẫn tìm thấy có DNA của Vương Phượng Bình trên đầu búa. Đến lúc này, cảnh sát đã chắc chắn rằng Tôn Lạc chính là nghi phạm giết chết Vương Phượng Bình. Tôn Lạc và Vương Phượng Bình hoàn toàn không có mâu thuẫn thủ án, thậm chí cả hai còn không hề quen biết nhau. Động cơ không phải cướp của, không phải tình dục, cũng không phải hận thù. Tại sao Tôn Lạc lại giết Vương Phượng Bình? Hãy cùng nghe bản lời khai của hắn ta sau khi bị bắt. Khi còn nhỏ thì cha của Tôn Lạc đi tù, mẹ hắn ta thì đi làm xa, hắn sống chung với bà ngoại, tuổi thơ không trọn vẹn, hắn vốn không có tình cảm gì với cha mẹ ngoài sự oán hận. Từ nhỏ Tôn Lạc đã lầm lì và ít nói. Khi lớn lên, hắn đi làm phụ hồ ở một công trường ngoài tỉnh. Trong lúc xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp, hắn đã dùng một chiếc ghế đẩu liên tiếp đánh vào đầu người đồng nghiệp này khiến anh ta phải nhập viện. Vì việc này mà Tôn Lạc đã bị giam 8 ngày. Sau đó hắn bị đuổi việc nên gói ghém hành lý trở về huyện Thái Hồ. Trong thời gian này thì mẹ của Tôn Lạc cũng đã trở về quê sau khi đi làm ăn xa một thời gian. Vài tháng trước, Tôn Lạc bị nghiện game trực tuyến. Vì để có tiền nạp vào game, hắn ta đã lén lấy 15.000 tệ của mẹ. Số tiền này là do mẹ hắn ta tích cóp sau một thời gian dài làm việc xa nhà. Trước đó không lâu, Tôn Lạc cũng hay ăn cắp vặt, nhưng nhiều nhất chỉ có 200-300 tệ. Lần này thì hắn gần như lấy toàn bộ số tiền của mẹ hắn đã dành dụm. Cũng vì chuyện này mà mẹ hắn rất giận và quyết định giúp hắn cai nghiện game, cấm không cho đến quán cà phê internet nữa. Bà ấy còn giấu cả chứng minh nhân dân của Tôn Lạc đi. Bởi vì thời điểm này, để tới các điểm truy cập internet công cộng thì cần phải xuất trình chứng minh nhân dân. Điều này khiến cho Tôn Lạc rất bực bội, cả ngày chỉ dúi đầu vào chiếc điện thoại, không giao tiếp với ai. Thấy con trai như vậy thì mẹ của hắn sợ hắn ta sẽ bị trầm cảm nên đã đưa lại chứng minh nhân dân cho hắn. Chỉ nói vài câu khuyên nhủ nhưng Tôn Lạc thì im lặng không trả lời. Vào hôm xảy ra án mạng, Tôn Lạc sau khi trở về nhà vào lúc 9 giờ, hắn ta không có việc gì làm, nằm đọc tiểu thuyết trên điện thoại khoảng 1 tiếng đến 10 giờ thì mỏi mắt quá do màn hình điện thoại nhỏ. Vì thế nên định ra tiệm cà phê internet ở thị trấn để chơi game. Sau đó hắn ta lấy xe chạy dọc theo con đường mòn thì nhìn thấy người phụ nữ ngồi một mình bên bờ sông, đang rửa dưa hấu bên bờ sông. Trong lòng lúc này cũng có chút bực tức, việc thì không có, cuộc sống lại bế tắc, muốn trút giận cả việc mẹ cầm chứng minh nhân dân. Khi thấy Phượng Bình ngồi một mình,
Lúc này hắn ta đột nhiên nảy ra một ý định điên rồ, muốn gây ra một vụ án giống như hắn đọc được từ một tiểu thuyết ở trên mạng, để chút bực tức ở trong lòng. Thế là hắn ta dừng xe lại bên đường, cầm theo chiếc búa mà hắn sử dụng trong công việc, giấu nó ở sau lưng rồi đi bộ ngược trở lại. Hắn tiến đến chỗ Phượng Bình đang rửa dưa hấu, nói với Phượng Bình là xe hắn bị hỏng, nhờ cô ấy giúp đẩy dùm một quãng. Phượng Bình vốn là người tốt bụng, luôn giúp đỡ người khác nên khi thấy người thanh niên trẻ tuổi nhờ giúp đỡ, cô ấy không nghi ngờ gì, bỏ dở việc rửa dưa hấu để đi giúp hắn. Theo hướng chỉ của Tôn Lạc, cô ấy cứ thế đi đến chiếc xe máy hắn dựng sẵn cách đó khoảng 100m. Tôn Lạc lúc này đi từ phía sau lưng của Phượng Bình, nhìn một lượt xung quanh không thấy ai, hắn ta vung tay giơ búa lên đập thật mạnh vào đầu của Phượng Bình. Bị choáng váng sau cú đánh, Phượng Bình hai tay ôm đầu ngồi gục xuống đất. Tôn Lạc tiếp tục dùng búa đánh liên tiếp vào đầu của cô ấy. Khi thấy Phượng Bình bất động thì hắn mới dừng tay lại. Hắn cho biết khi ra tay hắn chỉ nghĩ hắn đang bắt chước trong game, giống như giết một nhân vật ảo ở trong trò chơi. Cảm thấy rất phấn khích, không có hoảng sợ, cũng không cảm thấy thương xót. Tôn Lạc kể lại khi học lớp 3, do cha của hắn ta ngồi tù nên bị bạn bè xa lánh. Từ đó tâm lý tự ti và bạo lực muốn trả thù cuộc sống của hắn đã dần hình thành, ngày càng trầm trọng hơn. Do không có sự giáo dục của cha mẹ, hắn sa vào những trò chơi trực tuyến và bạo lực. Chỉ có ở trong thế giới ảo, hắn mới chính là hắn, được đứng top đầu, nhiều người tung hô và hắn cảm thấy rất thoải mái. Chỉ trong trò chơi trực tuyến này, hắn ta mới đánh bại được những người khác, khiến hắn ta cảm giác bản thân mình có giá trị, không còn là kẻ kém cỏi thất bại. Vì vậy, hắn muốn thử cảm giác trò chơi này vào trong cuộc sống thực. Bên cạnh đó, hắn cũng thường hay xem tiểu thuyết về bạo lực, về xã hội đen nên hắn càng thêm suy nghĩ về ý tưởng này. Sau khi đánh Vương Phượng Bình, hắn ta không có cảm giác sợ hãi hay tội lỗi. Hắn ta trở về nhà và ngủ một giấc. Khi thức dậy, hắn tiếp tục đọc tiểu thuyết bạo lực. Đến chiều thì hắn ta lấy xe chạy ra tiệm cà phê Internet cho đến 8 giờ tối. Vào ngày 20 tháng 5 năm 2015, Tôn Lạc bị tuyên án tử hình. Còn một người mà trước đây cảnh sát cho rằng đó là nghi phạm, đó chính là Mã Tử. Khi đó anh ta có việc đột xuất nên đã ra ngoài. Sự thật là vài ngày sau, Mã Tử đã trở về làng. Cũng do những hành vi xấu trong quá khứ và việc rời đi đột ngột mà khiến anh ta đã trở thành một nghi phạm trong vụ án này. Vụ án này gây án ngẫu nhiên bởi một người lạ, không có thủ án và không có động cơ, rất vô thường. Hắn chọn nạn nhân không với bất cứ một tiêu chí gì, ngoại trừ là địa điểm vắng vẻ và rất dễ ra tay. Trong sự việc này, nếu chú ý đến tình huống của Phượng Bình, cô ấy đang ngồi ở bờ sông cách nhà chỉ khoảng hơn 100m là trang trại gà của gia đình mình, cũng vẫn là vị trí, địa điểm quen thuộc mà cảm thấy yên tâm. Nhưng thực ra giữa trưa hè nắng nóng, nơi này hoàn toàn vắng vẻ. Chỉ có một mình cô ấy, dân làng thì từ 9 giờ đã từ cánh đồng trở về nhà để chuẩn bị cơm nước và tránh nắng nóng. Phụ nữ khi ở một nơi vắng vẻ rất là nguy hiểm. Nếu như không gặp người xấu thì không sao. Nhưng cả trăm lần, lỡ một lần gặp người xấu thì những rủi ro phải đối mặt lại vô cùng lớn. Bởi vì ở nơi chỉ có hai người, không có ai hỗ trợ, sức lực của phụ nữ luôn bị đánh giá thấp hơn đàn ông. Có một lần ở trên văn phòng, khi đồng nghiệp thấy trong túi sách của Thảo, thấy bình hơi cay mini, thì chị ấy có hỏi Thảo là: "Cẩn thận như Thảo, chẳng đi đâu khuya bao giờ mà mua chi cho tốn tiền về em?" Thảo thì chỉ nghĩ và cười cười không nói gì cả. Nhưng mà Thảo nghĩ là thật tuyệt khi mình chưa bao giờ rơi vào tình huống phải sử dụng đến nó. Và dù không dùng tới, nhưng đối với Thảo thì chưa bao giờ nghĩ nó là lãng phí. Những biện pháp phòng vệ bản thân luôn là rất cần thiết đối với chị em phụ nữ chúng mình. Có một vấn đề nữa là game online và những tiểu thuyết bạo lực với chúng ta chỉ nên ở mức độ là chơi và đọc để giải trí thôi, chứ còn chơi mà nghiện game đến mức nhập tâm rồi coi cuộc sống đời thật cũng như là trong game thì nó rất là nguy hiểm. Cuộc sống không thể coi như game được, mà nếu có lỡ nghiện quá, có nhầm lẫn giữa hai thế giới thực ảo thì cố gắng nhớ là cuộc sống nó là game chỉ có một mạng, không có tái sinh đâu. Nên xin hãy cân nhắc, cẩn thận những hành vi bạo lực. Đặc biệt là những người trẻ, vùi mình vào game vì chưa tìm được định hướng tương lai của bản thân và chưa nhận ra được giá trị của mình. Cũng có rất nhiều những vụ án mà vì cần tiền chơi game hay nạp game hoặc do nghiện game mà gây ra. Việc áp dụng những hành vi bạo lực hoặc những game giả lập viễn tưởng vào cuộc sống thực tế có thể gây nguy hiểm cho xã hội. Hiện tượng này còn gọi là nghiện game và ngáo game. Còn mọi người nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Thảo biết với nhé!
Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.